Đây hả mọi người, thì đây là miếng giấy của bé Ngọc nè, cơ quan trung tâm pháp y Tâm Hằng khu vực Tây Nam Bộ nè, đó Tâm Hằng này ha, pháp y Tâm Hằng nè. Còn ở dưới đây thì không có biết chữ nên lăn tay hoài. À, có giấy Tâm Hằng hả mọi người. Tự làm á hả? Xem nè, tự làm ghê vậy cha. Rồi lấy gì vụ hả Quốc, lấy gì vụ mẹ chôm chôm cho Quốc liền nghỉ vậy ha. Bữa nay tao sửa sang làm nhà mời dễ gì nhậu ha, anh ăn cơm đừng hồi đói á, ít ăn hả? Không ăn cơm. Trời ơi, không ăn cơm mà sống bằng gì? Sống bằng nước hả? Đôi giày anh mang giày nữa hay sao? Thằng ơi, đôi giày banh ơi, giày banh anh ơi, anh có dép nào không? Không, không có dép nào hả? Không có dép nữa, mua dép cho anh luôn. Khổ đâu mà quấn được, quấn lộn hoài. Anh tính cực khổ thấy cực khổ quá trời. Dạ, cho em xin lỗi hết nha, cho em xin lỗi nha. Cho mấy anh vui vẻ, anh đừng có buồn nha, cho em xin lỗi nha. Ôi giời, quýt lộn ngoài là giận luôn đó. Dạ, cho em xin lỗi nha. Mấy mốt mà còn nghe mà quýt lộn nữa là không có xuống luôn. Dạ, dạ, cho em thay mặt cảm ơn, cho em xin lỗi tất cả cho người. Thì cái lỗi này là em nhận hết cho. Rồi. Dạ. Rồi em hai mặt của Hoàng Vũ ở Tiền Giang thì bị dịch cúm gia cầm mà Hoàng Vũ đi không có được, thì nên thì mình có nhận mua đồ giùm cho Hoàng Vũ, là số tiền của cái cô nào bên Hoàng Vũ đó gửi 1 triệu, rồi mua một bịch xà bông nè, bịch xà bông lớn 130, chai xà bông gội đầu 80, một sữa tắm 70, hai bịch cà phê 60, một chai rửa chén 30, là 370.000 tổng cộng lại. Đó, đây là cái này hình đó chị xài kênh của Hoàng Vũ gửi chị ha. Dạ. Nè, sữa tắm nè, tắm rồi kỳ nhiều vô. Kỳ hai cái nắp đó đừng cho nó hôi. Cảm ơn anh ơi, cực khổ quá. Rửa chén, rửa nhiều vô. Em ơi, đến già đến rồi xà bông Playboy nè, gội cho nhiều vô. Dạ. Cho nó thơm. Nghiệp mấy anh quá cực khổ quá trời. Cái bánh răng đó là đánh cho nó gãy răng luôn đi. Cà phê uống nhiều đi cho nó nóng. Con, đó, hai bịch cà phê. Cái cực khổ như đó. Đó thì 1 triệu bạc của Hoàng Vũ mọi người. Thì trong đây mua là 370.000. Thì còn hồi lại 630 nè. Nè, 630. Anh 200 tiền mới đi. Ha. Ngoài 200, hai mẹ con chị 200, rồi bà 200, còn bà Ngọc 30 với tờ giấy, là Ngọc biết nhiêu chưa, 400.000 rồi đó, đây 370 nè, với 30.000 nữa, đúng không? Ngọc 400.000 rồi. Rồi chị có cảm ơn gì tới Mạnh Thường Quân không? Em rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân, rất cảm ơn cực khổ đến đây nghĩ em là, mà cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn tất cả, cho em mong sao trời Phật ban cái phước lên cho mấy anh mà giàu có lên thì được hạnh phúc là em mừng lắm rồi, trời Phật sẽ độ hộ với mẹ cho nhưng mà anh chị biết chị biết chúc người ta vậy mà cái gia đình chị có còn gây lộn nữa không? Dạ em thì khuyên em không bao giờ mà em gây lộn, em khuyên anh, em khuyên trong đình, khuyên mẹ kính trên dưới thuận hòa với nhau mà sống, em khuyên rất là nhiều. Dạ em phiền dữ lắm, phiền luôn anh. Rồi tính dạ sao? Tính sao dạ xong rồi đưa đi luôn em, dạ
mà chạy nào dạ, cha mẹ nghĩ con anh em chạy năm bên cần hơn kính trên miền dưới nhịn nhục tất cả trơn gần nước gì dạ, gần đường gì hết dạ. Chức mẹ đi đưa biên hòa luôn quá không đủ đó mà khi nó đi xe gì sao đi xe gì hả gì là phải đưa xe rồi hơi gì được sao gì được cần hơi gì được ha nó họ không một cái nó khùng khùng nó họ không khùng không bố mà em đó bây giờ đưa biên hòa luôn hay sao nó nghe không? Nghe ha. Ừ. Dạ, làm gì biết nghe này ta hứng luôn. Dạ. Thì cái này là mình chia ra một người là 200 hả mọi người. Dạ. Ba người lớn là người 200, còn bé dạ. Ngọc thì 30.000 với tờ giấy. Dạ. Ừ. Em rất là cảm ơn anh ta, em rất là cảm ơn nhiều. Dạ. Thì ba cái đồ này xài người ta dạ. Mua người ta xài đồ kỹ càng ha, dạ. xài chung chân dạ, nha. Cái đồng tiền chứ không phải là xài riêng dạ, nha. Khỏi mấy anh tới định nó cực khổ ở đây là em. Cái chai mong, này là chai trời Phật cái đền độ hộ anh chị. Cái chai sữa tắm mà nè, con phải tắm mà con kỳ cho giữ vô mới được. Khá giả hơn nữa. Nhiều hơn nữa hả chị? Khá giả anh chị khá giả nhưng nó. Còn chai này là chai dầu qua đầu, con kem bánh răng sẵn luôn nè. Đánh cho nhiều vô. Tôi gọi ông kia ông ơi, gọi ông men không à. Cái xà bông mà không à, con mua một chai như này cho cô ba. Trời ơi, mày ái mà xài xưa rồi. Cô có bằng chải không? Bằng chải đánh răng không? Con có hai cái mà cũ rồi. Thì nó mua rồi. Đánh răng cho sạch sẽ mà được, để dạ, không nó đóng cơm mẻ là chết liền á. Có gì vậy? Em quý lắm rồi đó chị, anh chị tới đây cực khổ lắm, em biết. Sau này khi mà làm nhà xong mình mua phải mua đầy đủ hết. Dạ. Thì làm nhà dạ, bây giờ dạ, tạm đỡ gì đi rồi nhà cửa xong đi rồi tính sao ha. Em rất là mừng lắm rồi. Cô cũng cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn rất là nhiều tất cả các đồng. Dạ em cũng cảm ơn rất nhiều, em cũng được trời thô mới quý chọc lắm, được quý lắm, từ đó thì chưa có được quý lắm. Như rồi xong rồi nhà em cũng như là dạ, quý lắm cũng rồi. An tâm nữa, vui vẻ lên phấn khởi lên rồi em cũng an tâm đi vô đi mần này kia đó thì nhà em cũng không còn sợ nắng mưa lục mười nắng mưa nữa. Bữa hồi nắng mưa cái nó cơm nó tạt xuống bà mẹ em ra với nó cơm mà bà bắt bà già ra nó cơm mua bếp ga luôn nè này mua bếp ga luôn nha khổ bếp ga yeah, nó bật cái là đi bóng muối luôn muối luôn ừ thôi đó coi đường nhớ mà ông kia hô mà cái bếp lò bởi cái bếp là sao mà có đồ nó ấy lên nè không khói lên á ở nhà không có xài ga đâu mà nó vô cục vô mà kiểu mấy nữa chắc hơi quay luôn. Hay quay luôn hả? Ừ, hay quay thôi. Quay thì ăn luôn. Chắc ăn luôn không? Rồi anh chị đi rồi. Rất là cảm ơn chị rất nhiều, chị thay mặt cảm ơn để, hết nha. Dạ, để chị. Dạ. Tại vì hiện giờ để em nói đi ha. Hiện giờ cộng đồng mạng là cô chú chị rất là thương gia đình mình. Dạ. Nên là chị với anh Dũng ở toàn tỉnh nên là phải khuyên ngăn bà ngoại với lại cho dạ. Đừng em... có làm sâu sắc vậy nữa. Mà anh Dũng. Người ta ghét, để em nói hết đi. Dạ. Để người ta ghét, người ta không thương mình, tội nghiệp lắm. Dạ. Rồi chị nói đi. Dạ trong nhà có anh nghe khuyên mẹ lắm, anh đều khuyên em cũng khuyên trên dưới đều phải thuận hòa với nhau. Dạ mấy chú đi lại cực khổ lại dạ, mà cũng phải cho mấy chú mấy anh đều cũng phải cho mà cái ta phải phấn với lại lên cực khổ lắm mẹ ơi. Đến đây từ sáng này cực khổ lắm, tôi mang đồng tiền mồ hôi nước mắt kiếm đồng tiền cực khổ lắm, đừng cho với người ta vui mấy anh mấy chị đồ cái vui vẻ đến đây là được rồi, vui vẻ đừng có cho người ta phiền lắm phiền dạ nói giúp không đúng dạ nó bà ngoại chửi em cũng khuyên á dạ em cũng khuyên em nói nhỏ nhẹ nó cho em cho lên tới đây là cũng quý lắm rồi cực khổ tiền đồng tiền này mà cực khổ mấy mắt bởi vì em làm ngọc em thiếu em lo cho mấy anh dữ lắm còn bà ngoại nó cũng có nhai hoài người này quấn cứ sức đẹp cái mà quấn đi thôi chị rồi anh đồ mặn khá giả là còn giúp đỡ cho người khác nó không có một nợ nên em quấn đỡ cho tất cả toàn cầu ở chân quấn dữ hả bá đổ sống ở trong ta vui vẻ chọc cho bác mẹ vô mừng mới bức được luôn em biết chứ anh không được có đổ mà tạt vô anh rồi em còn tạt vô không đổ sao bác ngủ được hả không có ngủ được kệ bác nó biết mà già cũng nó biết đâu hơi nhiều mà mát như vậy kệ bác hả ừ tội chết mình bị tội gì em hả ngọc nè cắt
cao mà cháu em thôi em không can nữa. Cao con nếu mà can bả đủ thì can bả không được thì thôi nghỉ can luôn hả? Nghỉ can luôn, bỏ luôn hả? Bỏ luôn. Trời ơi kỳ á, giết tối mà đó hồi đó có đàn dầu có đàn cây nè, đúc đàn dầu đàn cây không hả? Ừ. Ai mua? Em mua. Anh mấy ngàn ha? Ừ. Tính ngày 5 ngàn đàn cây bằng điện điện mẹ nè. Hơn. Đàn cây 5 ngàn là đàn dầu, tiền dầu luôn riêng nữa đó. Hơn điện điện. Hơn. Thực tế là hơn thì điện điện. Mấy đậu thì có hai cây ngàn, giết 3 cây 5 ngàn mua là 70 ngàn tiền đàn cây đó. Tính ra là cái 100 ngàn tiền cây đó anh mua. Xây cái bàn hiên này là. Anh Dũng nhớ cho bằng thiên anh chị thấy. Xây bàn hiên này lại. Không cần. Không có. Cầu cái tấm lòng mình rồi mình chứng rồi. Đúng rồi. Cái anh nói đúng rồi, nó em kêu tôi làm bằng thiên lại. Có tấm lòng chữ mà đàng hoàng nó rồi. Trời Phật ông bà mà. Nghe được cái ngồi đủ ở trời đủ. Ở đó mà mình kinh thở. Dạ. Cái này là trời thiên mà mình mà đốt nha, đốt nha với ông bà cái đó cũng được. Nữa là nhớ nhường dịnh bà ngoại đi. Hồi tối dạ. Ngủ ở đâu? Tối hả? Chảy nó ngủ đó. Chảy dưới đất luôn hả? Ừ, đất luôn. Có dân mùng không? Không. Không. Ừ, bởi vô ông sĩ nó xỉnh mẹ. Mũi cắn không? Không, đốt cắn đâu, có quen rồi. Quen hả? Ừ. Cắn nó xây luôn hả? Cắn nó xây luôn hả? Xây luôn. Nhảy nhiều quá. Tại vì trong mình vụ mà em thương tất cả trên dạ, khổ trời mà có điện sáng chân đâu mỗi ngủ cắn tối á. Bà có cảm ơn gì với cảm ơn. Cô chú Mạnh Quân mà cảm ơn mấy ông nhiều lắm. Mấy ông này hả? Con mà mừng cô cũng như là cô chủ rồi. Thiệt cô như là chủ rồi. Nói chung là cảm ơn. Góp tiền kìa. Dạ sao nhiều tiền thế? Góp tiền quá vậy? Sau lưng á. Dễ ăn. À, cái đó là sau lưng kìa, đây nè. 200 kìa. Góp sau lưng á. Đúng rồi đó. Vui cái vui chính hết chị, anh chị vui vẻ là được rồi. Dạ 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 dạ, chúc cho chị vừa được nhiều hạnh phúc nha, được nhiều may mắn nha chị. Một bịch là của bà và những bịch hai mẹ con á, nhiều cho bà mới lại cậu ha. Dạ dạ, mua mà cái này xài chung hết nha. Dạ dạ, lấy vô đi con, lấy vô. Xách vô đi. Xách vô đi. Xách vô mà. Đấy, này có sữa tắm thơm này nè, có dầu gội đầu nè. Nhớ chà cái nắp cho kỹ nha, để không nó hôi dữ lắm đó. Dạ. Đã dặn là mua phèn chua với lại. Rồi đánh găng cho kỹ vô để không nó đóng cơm mẻ lớp lớp không chết luôn à. Nó không biết cái gì. Cơm mẻ cái nó phèn chua. Trời ơi, nó còn ổng còn nó nóng phèn chua nữa. Cầm mẹ nó ăn chua hả? Một ngàn đồng bạc cũng cực khổ mồ hôi nước mắt nha con. À, quên lấy cái đó nghe kìa. Ủa? Đâu hả? Dạ. Thay quần hả? Phơi đi, ướt phơi đem phơi lên. Quần cho nó. Sốc không nó. Quần cho. Quần cho tốt lắm. Đúng đấy mà. Cái nịch cho nè, nịch xiết vô. Xả chung kia. Bây giờ hợi thầy làm nè mọi người. Rồi cái này múc cái lỗ sâu mỹ dưới nè mọi người. Đóng đất rồi ha mọi người. Gì là khỏe rồi nè. Đi rồi đó anh. Mấy lớp nữa? Nửa lớp nữa hả? Lớp nữa ha?